Chào quý vị và các bạn. Trong kênh YouTube của tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn rất nhiều video về cách xử lý đối với cây chanh. Nếu như chanh ta xử lý cho cây chanh ra quả được 2 vụ trong năm, đó là từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, tháng 6 đến tháng 7 hàng năm. Còn đối với chanh tứ quý thì nó có khả năng ra quả được quanh năm các bạn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải can thiệp một số biện pháp như chúng ta đã áp dụng với các loại chanh thì nó cũng mới ra hoa, ra quả được các bạn. Như cây chanh trên màn hình các bạn đang theo dõi đây. Đây là một cây bưởi. Tôi ghép cành chanh tứ quý vào thân cây bưởi này. Và đến nay cây chanh này đã phát triển được như thế này rồi. Và cận Tết vừa rồi tôi đã xử lý để cho cây chanh ra hoa, ra quả. Và nó đã ra được rất nhiều quả. Tuy nhiên đến thời điểm này tôi đã thu hoạch và chỉ còn có 2 quả trên cây chanh này thôi. Và bây giờ tôi đang tiếp tục để tôi xử lý cho cây chanh này ra hoa. Hiện nay đang là tháng 6 âm lịch rồi. Tôi đang tiếp tục để tôi xử lý cho cây chanh này ra hoa một lần nữa. Đó là khi xử lý cho cây chanh ra hoa thì chúng ta phải xiết nước cho nó. Tôi đã xiết nước cho cây chanh này 3 lần rồi. Tôi xiết nước đến khi nó héo và sau đó tôi lại tưới phục hồi lại cho nó. Lặp đi lặp lại như vậy 3 lần rồi. Bây giờ đến công đoạn tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn có lân đơn hoặc kali đơn thì chúng ta có thể bón trực tiếp vào gốc cây hoặc là chậu cây của chúng ta. Còn không thì quý vị và các bạn sẽ sử dụng NPK. Quý vị và các bạn lưu ý, giai đoạn xử lý cho các loại cây ăn trái thì quý vị và các bạn nên sử dụng NPK có hàm lượng lân và kali cao. Như ở đây tôi thường sử dụng đó là loại NPK 5-10-38. Hôm nay là mùng 2 tháng 8 âm lịch. Như các bạn thấy trên màn hình, cây chanh của tôi đã ra rất nhiều hoa rồi đây. Hầu như mỗi một mầm chồi phát triển lên thì nó đều mang những chùm hoa các bạn. Đây cũng là một cây chanh tứ quý, nhưng các bạn thấy nếu như không xử lý thì cây chanh cũng không thể ra hoa vào giai đoạn này được các bạn. Còn đây cũng là một cây chanh tứ quý tôi ghép vào cây bưởi. Và cây này tôi đã làm video chia sẻ với quý vị và các bạn vào dịp Tết. Thì tôi xử lý cho cây chanh này ra hoa trước Tết năm 2023. Và đến nay cây chanh đậu rất nhiều quả rồi các bạn. Cây chanh này dự kiến sẽ để chơi Tết các bạn. Vì đây là một cây chanh tôi thiết kế là dáng trực, khá là đẹp, quả rất là nhiều, to phỏng quả. Bên này cũng là một cây chanh tứ quý và tôi đã xử lý cho nó ra quả cách đây khoảng hơn 2 tháng. Thì đến nay quả của nó đã to được như thế này rồi các bạn. Và các bạn thấy đây là những quả chanh mà tôi xử lý cho nó ra quả trước Tết và tôi đã thu hoạch một lượt rồi. Khi xử lý để cho nó ra hoa tập trung thì quý vị và các bạn hãy áp dụng quy trình như tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn. Thì cây chanh của chúng ta nó sẽ ra tập trung, đảm bảo số lượng hoa nhiều. Nó sẽ cho chúng ta một lứa đồng loạt và chúng ta chăm sóc thì cây chanh sẽ đậu quả và cho chúng ta một mùa bội thu. Chúc quý vị và các bạn có những tham khảo để xử lý đối với cây chanh của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.